Lấy hai vợ. Nặng lắm phải không? Để anh giúp cho. Còn xa lắm mới về đến nhà. Thôi ạ, không sao đâu anh, cứ để em. Đã bảo em gánh được mà. Có đoạn nữa là về đến nhà thôi, xa xôi nổi gì. Chẳng nhẽ cô ấy muốn lấy ba mình thật sao? Không được, mình nhất định phải ngăn cản chuyện này. Ba mà lấy vợ thì làm sao mà yêu thương mình như trước được nữa. Hay để anh gánh vào tận nhà cho em. Cổng nhà anh với nhà em cách nhau tận một bước chân đấy. Ba ạ, Hạnh đã đi học về rồi đấy hả cháu? Ôi kìa, cô Sen hỏi kìa con. Chắc con bé đi học về đang mệt đấy anh à. Thôi anh vào nấu cơm cho con đi. Ba ơi, con đã về rồi này. Ba ơi, ba. Ba làm gì ở đó thế? Con về rồi đấy hả? Cứ ăn cơm trước đi. Ba giúp cô Sen sửa nốt chỗ này rồi về nhé. Lúc nào cũng cô Sen. Bây giờ ba đã như vậy rồi. Sau này nếu ba lấy cô ấy nữa thì chắc chẳng hỏi han gì đến mình mất. À! Ba ơi. Anh ơi, anh làm sao thế này? Anh mở mắt nhìn em đi. Anh tỉnh dậy đi anh. Anh mà có mệnh hệ gì thì em biết phải làm sao. Anh Tư ơi. Ôi chà, đau quá. Anh ơi, anh đau ở đâu? Để em đưa anh đi bệnh viện. Chắc chỉ bị đau tai chút thôi em à. Em đừng có lo lắng quá. Thôi ngay đi. Hạnh này, tại sao con lại luôn có thái độ không vui với cô Sen như vậy? Con không muốn ba lấy vợ. Con chỉ muốn ba con mình mãi mãi như thế này thôi. Thôi nào con, đừng khóc. Ba cũng chưa đưa ra quyết định của mình mà. Ba rất muốn lắng nghe con. Đến nào con. Ba hứa với con đi. Ba hứa với con là sẽ không lấy vợ đi. Hai cha con đang ăn cơm đó ạ. Em mang sang cho anh một chút rượu tỏi để anh xoa bóp cho mau khỏi cái tay. Chỉ là đau sơ sài thôi mà. Em ngồi đây ăn cơm với hai cha con anh luôn đi. Cô đi về đi, để cha con tôi yên. Con... Hạnh, sao con hỗn thế hả? Con nhắc lại, cô hãy tránh xa ba con ra. Con không bao giờ chấp nhận cô đâu. Cô đừng làm những việc vô ích nữa. Hạnh, thôi ngay. Cuối cùng thì cô ấy cũng đã lấy chồng. Ba, sao ba lại vác củi lên nhà trên? Ba buồn vì cô Hạnh đi lấy chồng sao? Vậy là giờ chỉ còn lại mình ba. Ba lại mỗi ngày một già yếu. Mình lại lấy chồng xa như thế này, biết bao giờ mới về thăm ba được đây. Giá mà ba có một người bạn đời cùng chia sẻ buồn vui lúc tuổi già thì có lẽ mình đã yên tâm hơn. Ba ơi, thời điểm đó em còn đang ở độ tuổi chưa đủ chín chắn. Ba đã hy sinh tất cả vì muốn nhìn thấy em được hạnh phúc, chứ không phải buồn rầu như thế này đâu. Đừng khóc nữa em. Ba ơi, con về thăm ba đây. Con chào ba ạ. Hai vợ chồng con về rồi đây ạ. Hai vợ chồng bận vậy mà vẫn thu xếp ra với ba hả? Vất vả cho các con quá. Thưa ba, chúng con ở xa chẳng về thường xuyên với ba được. Nên Tết đến, vợ chồng con về ăn Tết với ba cho ba đỡ buồn ạ. Ôi dào, các con cứ cẩn thận quá. Ba ở ngoài này có bà con hàng xóm nữa mà. Ba ơi, con có lỗi với ba nhiều lắm. Giờ mỗi lần nghĩ đến ba đang lủi thủi một mình là con lại không thể ngăn được nước mắt. Giá mà thời gian có thể quay trở lại, nhất định con sẽ ủng hộ ba tìm cho mình một người bạn đời. Con dây dứt lắm ba ạ. Thôi, cây con bé này, lấy chồng rồi mà cứ như là trẻ con vậy à. Ba có thấy làm sao đâu. Nào, hai vợ chồng vào nhà đi con. Xin lỗi cô, chỗ chúng tôi đã tuyển đủ người rồi. Vâng, cảm ơn chị. Ôi da, trời ơi, đi đứng kiểu gì vậy? Xin lỗi,
hai chị có sao không ạ? Đi phải chú ý vào chứ. Dạ, em xin lỗi, em vô ý quá. Người đâu mà vừa quê mùa, vừa vô duyên, thế mà cũng đòi xin việc vào đây. Lẽ nào do mình ăn mặc quá quê sao? Đến mình nhìn mình còn thấy chán nữa là. Này cô gái, mời cô vào trong xem, nhiều mẫu váy áo đẹp lắm. Dạ, vâng ạ. Cô cứ xem tự nhiên nhé. Wow, đẹp quá. Chưa bao giờ mình thấy bộ váy nào đẹp thế này. Đây là mẫu mới nhất của cửa hàng chúng tôi. Nếu thích cô có thể thử. Vâng. Ồ, xinh quá, đúng là người đẹp vì lụa. Trông cô khác hẳn so với lúc vào đây. Đẹp thật, mình mà mặc bộ này thì... đẹp lắm, cô lấy bộ này nhé. Tôi... làm thế nào bây giờ? Mình không có tiền, làm sao mua được? Thôi vậy. Nhưng bộ váy đẹp quá, mình mà mặc bộ này chắc chắn sẽ tự tin hơn rất nhiều, xin việc chắc chắn sẽ thành công. Thế nào cô gái, có lấy bộ váy này không? Tôi... cô mặc bộ này vào là nhất rồi, còn lăng tăng gì nữa. Ở đây cô cứ yên tâm về giá. Hay là liệu làm thế có được không nhỉ? Thôi kệ, cứ thử xem. Tôi không có tiền. Hả? Bà có thể cho tôi mượn bộ váy này được không? Cái gì? Mượn ư? Tôi xin bà, hãy giúp tôi. Tôi rất cần nó để đi xin việc. Nó sẽ quyết định tương lai và sự nghiệp của tôi. Tôi nhất định sẽ trả lại bà. Tôi xin lỗi, tôi thật vô duyên. Lẽ ra tôi không nên nói những điều này. Tôi sẽ cởi nó trả bà ngay đây. Khoan đã, tôi đồng ý cho cô mượn. Thật thế ư? Tôi thấy cô cũng thật thà. Hy vọng sẽ giúp cô xin được một công việc tốt. Cảm ơn bà. Tôi... cô đổi đôi giày này đi. Đôi giày thể thao đó không hợp với bộ váy đâu. Cảm ơn bà. Cảm ơn bà rất nhiều. Bà thật tốt. Tôi nhất định sẽ trả lại cho bà. Thôi nào, ai mà không có lúc khó khăn. Là một người bước ra cuộc sống, bên ngoài không có người thân. Tôi cứ nghĩ, nếu như tôi không thể giúp đỡ một người gặp chuyện như cô, thì chắc tôi sẽ hối hận lắm. Đi xin việc đi. Chúc cô thành công. Vâng, nhất định sẽ thành công bà. Cảm ơn bác, cháu đã thành công rồi, cháu sẽ không bao giờ quên ơn bác. Yêu tinh. Các cậu nhìn kìa. Yêu tinh đấy, bắt lấy nó. Chạy nhanh lên, đừng để mất dấu nó. Chậm chân mất rồi. Hóa ra ở gần chúng mình lại có một con yêu tinh ẩn nấp. Lần sau mà gặp, nhất định chúng mình phải bắt được nó. Mà chúng mình bắt nó làm gì? Cận thị, cậu làm sao mà như người sao quả thế? Loài yêu tinh này vừa xấu xí lại xấu xa, toàn vào làng ăn cắp vật nuôi của dân làng để ăn nên ai cũng ghét. Đúng đấy cận thị, lần sau bắt được nó, mình sẽ đánh cho nó một trận rồi tống cổ nó đi thật xa. Ăn đi con, món gà roti con thích nhất đấy. Dạ con cảm ơn mẹ. Ba mẹ ơi, con ra ngoài có chút việc ạ.
cậu ấy đến nhà mình chỉ để bắt chuột về ăn thôi sao? Yêu tinh, không sao đâu, tớ không làm gì cậu đâu. Tớ nói thật đấy, chúng mình có thể là bạn mà. Thật không? Cậu không sợ yêu tinh à? Không sợ, yêu tinh đã không bắt gà nhà tớ mà lại đi bắt chuột. Yêu tinh không phải là kẻ hay trộm vật nuôi trong làng, đúng không? Yêu tinh không trộm của ai bao giờ, chỉ bắt chuột gây hại thôi. Gà, lợn trong làng bị một con cáo thành tinh bắt đi. Hôm trước tớ còn đánh nhau với nó, nhưng nó mạnh lắm, một mình tớ không tiêu diệt được. Thật vậy sao? Yêu tinh, cậu thật tốt bụng. Vậy sao ai cũng ghét yêu tinh? Tớ xin lỗi, tại vì mọi người chưa ai hiểu cậu đấy thôi. Tại sao cậu không giải thích với mọi người? Yêu tinh không thể. Cứ thấy yêu tinh lại gần, họ đã đuổi đánh rồi. Làm sao tớ có cơ hội mà giải thích chứ? Tớ cảm thấy rất cô đơn. Tớ hay lén nhìn các cậu chơi đùa với nhau, lén nhìn gia đình cậu quay quần ăn cơm tối. Tớ cũng ao ước được có bạn, được ở nơi nào ấm áp hơn. Tớ sẽ giúp cậu giải thích với mọi người nha. Con nói thật đấy, bạn ấy chỉ ăn chuột và các con vật gây hại thôi. Thôi nào Cận Thị, ai cũng biết yêu tinh rất thích ăn thịt gà, thịt lợn, và tối nào cũng thấy nó lảng vảng trong làng. Tốt nhất là con hãy tránh xa cái hang đó ra và không nên giao du với loài xấu xa ấy. Bạn ấy hay lén lút vào làng vì bạn ấy cô đơn, muốn được sống cùng mọi người. Ba không tin câu chuyện hoang đường đó đâu con trai. Thôi, ăn cơm nhanh lên nào. Tớ nói thật mà, các cậu hãy tin tớ đi, yêu tinh rất tốt bụng. Chúng tớ chẳng tin và cũng chẳng có ai tin cậu cả. Cậu đúng là đầu to mắt cận, chỉ biết học chẳng biết gì. Nó là loài gian xảo, nó lừa cậu đấy. Yêu tinh ơi, làm sao để mọi người tin tớ bây giờ? Bắt lấy nó! Cẩn thận! Chính nó, chính là nó lâu nay vào làng bắt gà, bắt lợn đấy. Hồi nãy nó còn tấn công khi bác trưởng làng đang nguy kịch. Mọi người phải cẩn thận. Cậu không sao chứ? Tớ không sao. Từ nay tớ sẽ không phải chịu tiếng oan vì con cáo này nữa. Yêu tinh, Cận Thị đã kể về cháu cho chúng ta nghe. Từ giờ cháu luôn được chào đón trong gia đình chúng ta. Và bất cứ lúc nào cậu muốn chơi với chúng tớ luôn sẵn sàng. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bà lão hàng xóm. Mình ơi, chiều qua bà chủ trọ lại nhắc khéo tiền phòng đó. Mình mới chuyển tới, để họ nhắc ngại lắm. Để anh hỏi xem có được ứng lương không. Con chào ba mẹ, con đi học đây ạ. Ừ, đi cẩn thận nha con. Vâng ạ. Đó, bà ta lại đi đấy, trông kỳ thật. Hành tung bà ta lạ lắm, mờ ám thế nào ấy? Mờ ám thế nào ạ? Ngày nào bà ta cũng đóng kín cửa ở trong nhà. Mỗi lần đi qua nhà bà ta, thường hay nghe tiếng lẩm bẩm. Cứ như là bà ta đang nói chuyện với ma vậy. Đã thế, mỗi lần ra ngoài đều ăn bẩn kín mít hà. Chẳng ai biết bà ta đi đâu làm gì hết trơn á. Đến mức vậy sao ạ? Cô mới đến chưa biết đó thôi. Nên cảnh giác một chút, tránh tiếp xúc thì hơn. Ủa, ba mẹ vẫn chưa về sao?
chào ba. Ừ, chào cháu. Vi, sao con lại ngồi trước cửa nhà người ta thế? Đi về đi con. Con ngồi đây để ngắm mẹ cho dễ mà. Thôi, chúng ta về đi. Vi, mẹ quên dặn con, từ nay con đừng có lai vãng tới nhà bà cụ kia nữa nha, nhớ chưa? Nhưng tại sao ạ? Bà cụ ấy không giống chúng ta. Hàng xóm ở đây không ai dám lại gần bà cụ ấy cả. Chúng ta cũng nên cảnh giác thì hơn. Nhưng... Không nhân nhị gì cả. Mẹ đã dặn là phải tuyệt đối nghe lời. Cháu chào bà ạ. Ừ, cháu. Bà ơi, cháu tặng bà một cây kẹo nè, rất ngon đó ạ. Bà không ăn kẹo mút, cảm ơn cháu. Vậy hả? Bà ơi, bà đi đâu vậy? Cháu hỏi làm gì? Dạ, nếu bà đi dạo thì cho cháu theo với. Ba mẹ cháu đi làm chưa về? Cháu không sợ ta sao? Sao lại sợ hả? Bà có giọng nói giống như bà ngoại của cháu ngày xưa. Ừ, nếu cháu thích có thể theo bà. Ba mẹ ơi! Trời ơi, con đi đâu thế? Dạ, con đi với bà lão hàng xóm thôi mà. Sao con lại dại dột vậy hả? Từ lúc bác hàng xóm sang báo mẹ rằng con đi với bà lão kia mà mẹ lo thắt cả ruột, con có biết không? Sao phải lo thế hả mẹ? Bà ấy rất tốt bụng mà. Hôm nay bà ấy còn mua kem cho con ăn đó. Trời ơi, ba mẹ đã dặn thế nào hả? Sao mọi người lại xa lánh bà ấy thế chứ? Con thấy bà ấy là người tốt mà. Hôm nay con đã cùng bà lên đồi viếng mộ cụ ông, chồng của bà ấy và người con trai của bà ấy nữa. Bà ấy kể 30 năm trước, một vụ nổ đã cướp đi hai người thân nhất của bà. Hằng ngày bà lên đây để thăm họ, trò chuyện với họ. Ba mẹ ơi, đừng sợ bà cụ ấy, con thấy bà cụ đáng thương lắm. Ờ, được rồi, nhưng tốt nhất con cẩn thận thì vẫn hơn con à. Năm ấy, bà lão đã ra đi và để lại di chúc chuyển nhượng quyền thừa hưởng căn nhà cho con gái tôi. Bà lão lập dị từ lâu đã trở thành người bà yêu quý của con gái tôi. Câu chuyện giữa bà cụ và con gái tôi sau này còn được mọi người nhắc lại mãi. Ai cũng ngộ ra một điều, đó là trước khi định kiến với một ai đó, hãy tìm hiểu họ bằng một tấm lòng yêu thương. Người mẹ. Kết quả xét nghiệm cho thấy chị đã có thai. Tôi có thai ư? Nhưng tôi cũng phải chia sẻ thật với chị, với tình hình sức khỏe của chị thì việc có thai là rất nguy hiểm. Ôi, con tôi. Chị không những bị bệnh giòn xương mà nhóm máu của chị thuộc nhóm máu hiếm, không có nhiều người có cùng nhóm máu với chị. Nếu gặp trường hợp cần máu gấp, sẽ rất khó xoay sở. Chẳng lẽ tôi phải bỏ con của mình ư? Không ai muốn chuyện đó xảy ra cả. Nhưng trong trường hợp của chị phải thật sự cân nhắc, vì tôi không dám chắc chị có thể vượt qua quãng thời gian mang thai. Có thể con của chị cũng sẽ mắc bệnh giòn xương di truyền từ chị. Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Tôi hiểu bác sĩ lo lắng cho sức khỏe và tính mạng của tôi, cũng như tương lai của em bé. Nếu em bé được sinh ra, tôi sẽ cân nhắc về việc này. Chẳng lẽ mình phải bỏ con ư? Không, mình không thể bỏ con được. Con của mình đáng yêu thế này cơ mà. Anh à, em có chuyện gì thế em? Em có thai. Sao cơ? Em có thai à? Trời ơi, chúng mình có con ư?
Nhưng không được, em không thể nào, còn sức khỏe của em nữa. Anh rất muốn có con, đúng không? Chúng mình khi lấy nhau đã thống nhất là không sinh con rồi mà. Nhưng em muốn có con, em sẽ sinh cho anh đứa con ngoan ngoãn và xinh đẹp. Trời ơi, em không những bị bệnh giòn xương mà còn bị dị dạng cột sống và thêm nhiều bệnh hiểm nghèo khác. Làm sao em có thể vượt qua khó khăn 9 tháng 10 ngày mang thai? Em làm được mà. Vì sao em biết mình có thể làm được công việc khó khăn này? Ngay cả những phụ nữ khỏe mạnh còn thấy rất vất vả kìa. Vì em là một người mẹ. Một người mẹ có thể làm được tất cả cho con của mình. Trời ơi, em ngang bướng quá. Hơn nữa, bệnh của em có thể di truyền đấy, em biết không? Nhưng em không thể bỏ con được. Mình biết anh ấy rất mong muốn có con, nhưng anh ấy lo lắng cho mình nên mới thế. Mình phải làm sao đây? 3 tháng sau, chúng tôi đã làm các xét nghiệm sàng lọc trước sinh. Vui mừng thông báo cho chị là khả năng cháu bé di truyền từ bệnh giòn xương của chị là rất thấp. Ôi, vậy ư? Cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Anh thấy chưa? Con chúng ta sẽ không sao. Em biết mà. Con chúng ta sẽ không sao. Tôi thật sự rất lo lắng. Cháu bé lớn lên, áp lực xương của chị sẽ rất lớn. Có thể tính mạng của chị phải cân nhắc cho thật kỹ. Em à, bác sĩ nói đúng đấy. Em bị bệnh xương thủy tinh, em nhớ không? Khi mang thai sẽ cần một lượng canxi rất lớn để nuôi con. Mà xương của em như thế, em hãy suy nghĩ lại. Hãy tin em sẽ vượt qua được. Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Không có gì, anh hãy chú ý đến sức khỏe của chị ấy. 9 tháng mang thai đối với chị ấy sẽ không dễ dàng đâu. Có vấn đề gì thì hãy đến viện ngay lập tức. Dạ vâng. Anh cứ để chị nhà ở đây để chúng tôi khám. Anh ra ngoài đi. Xin bác sĩ hãy cứu lấy cô ấy. Được rồi, anh ra ngoài đi. Vợ anh đã qua cơn nguy kịch. Nhưng toàn bộ cột sống của chị ấy đã bị dị dạng. Cần cho vợ anh nhập viện ngay lập tức, đề phòng nguy hiểm tính mạng. Vâng vâng, cháu đồng ý ạ. Anh ơi, thôi em không ăn nữa. Em đau lắm. Sao cơ? Đến nuốt cháo cũng đau à? Vâng. Khổ cho em quá. Liệu em có cố được không? Em cố được. Nhất định em vượt qua được. Đừng bỏ con nhé anh. Ôi, em đau quá. Bác sĩ ơi, cứu vợ cháu với. Xin ông trời giúp đỡ cho cô ấy. Xin phù hộ cho con của con. Ôi, bác sĩ ơi, tình trạng vợ tôi thế nào rồi ạ? Ca mổ thành công, mẹ tròn con vuông rồi. Chúc mừng gia đình anh. Chị ấy quả là một người mẹ vĩ đại. Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Anh không cần phải cảm ơn tôi. Hãy cảm ơn chị ấy. Chị ấy đã bất chấp tính mạng của mình để sinh con. Giờ anh đã được làm bố. Hãy nhanh chóng vào phòng phẫu thuật với chị ấy đi. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!